Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào anh em của game Hải Đại Chiến này, mình đây từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video cho anh em xem video vui vẻ và đầu video thì anh em cho tôi xin một like cũng như đăng ký kênh để hỗ trợ phát triển hơn nha, cảm ơn người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em hai cái event nhận VIP code huyền thoại hải tặc mới của game anh em. Đầu tiên thì phải thông báo qua là có thể nhiều bạn chưa biết thì còn 3 tháng 19 ngày nữa thì game sẽ tròn 2 tuổi. Đấy, thông tin tôi được biết mấy anh em mới này thật spam nhiều quá. Tình hình video này thì tôi quay sớm nhưng mà thời điểm hiện tại thì công bố là 3 tháng 19 ngày là chuẩn anh em. Nghĩa là sáng nay các bạn xem thì qua ngày mới rồi nhưng mà thời gian tôi đang quay video buổi tối trước. Tình hình thì tầm bây giờ là 7 giờ 44 anh em, tầm đầu giờ chiều tôi đi làm về thì thấy một số anh em nhắn tin gửi qua bảo anh ơi nhà phát hành bữa nay cũng làm thêm nói gì giờ nhỉ? Kể ra tôi qua con game này cũng được hơn 1 năm rồi đấy. Mà tôi hay bị ăn mấy comment là gì? Làm về cốt, làm về ba code, làm toàn về ba code rác rưởi. Video này kia bây giờ đến nhà phát hành cũng làm cốt các bạn ạ. Trời ơi cạnh tranh từng tấc đất từng tấc vàng các bạn ạ. Gắt thật sự anh em. Sau vụ diễn biến lối code tuần 2 tuần liên tiếp anh em và không có cốt mới cho anh em nhập thì hiện tại nhà phát hành lại tung ra một cái event vô cùng đặc biệt. Đây nghe qua fanpage cho anh em xem ngay và luôn, nóng hổi vừa thổi vừa xem. Tầm này cũng không còn nóng hổi lắm nhưng mà anh em nào xem muộn biết đâu vẫn xem được. Đây anh em, Merkim chính thức tổ chức trên kênh Riptube phát code số lượng giới hạn cho thuyền trưởng tham gia video bên dưới, mau mau vào xem và nhận code anh em. Đấy, tuy là Merkim nhưng mà vẫn là của bên nhà phát hành anh em. Nó bên nhà phát hành còn đầu tư làm một kênh riêng để làm về code nữa ạ. Trời ơi, đấy, cạnh tranh phát cốt cùng anh em đấy. Nói chung thì đấy, em đến nhà phát hành còn làm mà anh em. Đó, các bạn đừng bảo tôi làm cốt linh tinh nhá. Nói chung thì nói thế thôi. Kênh Tự Tử Đường Phố vẫn là kênh chính thống, luôn luôn cập nhật các thông tin sự kiện nóng hổi hot hòn hoạt nhất nhất của game Hải Tặc Đại Chiến cho anh em. Thế là các bạn đừng bỏ lỡ và đừng quên để kênh một like, một subscribe để theo channel và nhận cốt nhá. Tôi chả biết nói gì. Tôi cũng không vào trong video cũng không spam gì đâu. Tôi chỉ hướng dẫn qua anh em phía ngoài thôi. Và mất công khi lại bị đánh lỗi bản quyền rồi. Reaction không xin phép thì mệt lắm. Thì nói chung thì đây anh em, hai cái sự kiện này nó diễn ra bên này anh em. Đấy, kênh này bây giờ là một kênh chính thống mới của nhà phát hành chúng ta. Anh em có thể theo dõi và nhận. Cái video này thì có hai cái sự kiện. Sự kiện đầu tiên là nếu đạt được 500 like thì nó vào check hơn 800 rồi anh em này, chắc chắn là sẽ có code rồi anh em. Giờ đợi thôi là chúng ta sẽ có một code dùng chung. Và cái sự kiện thứ hai là các bạn vào trong cái video này, anh em vào phần comment của video ấy, các bạn comment Gmail của anh em vào đây thì các bạn sẽ nhận thêm được cái code dùng riêng nữa. Đấy là theo tôi biết là nhà phát hành sẽ gửi qua. Đó, đây anh em, bây giờ nhà phát hành làm thêm một kênh nữa để có thể cập nhật phát code riêng cho anh em. Chắc tình hình chúng ta chiều nay sẽ nhận code qua bên kênh này anh em. Đó, tình hình là như vậy, để thông báo qua cho các bạn để biết để tham gia. Đó, bạn nào chưa tham gia thì chính thức tham gia anh em nhé. Ở đâu khi nào phát code dùng chung thì tôi sẽ cập nhật cho anh em luôn. Ok các bạn. Ok anh em, đó là những thông tin hot nhất hiện tại chúng ta có thể biết anh em. Trời ơi, tôi nghĩ không nói gì anh em, thật sự về thế nhà phát hành cũng làm phát cốt các bạn. Ừ, cũng làm kênh YouTube đi phát cốt anh em. Ờ thì cũng vui anh em, sao nói nào nói tôi vẫn nói rồi, nghĩa sao có cốt cho anh em chúng ta chơi là tuyệt vời rồi anh em. Ở đây nói chung là đấy, tình hình là chúng ta lại chỉ mới có thêm một cốt dùng chung mới. Ở đâu khi học phát thì chưa thông báo anh em. Đó, hiện tại là 7 giờ hơn rồi mà cũng chưa thấy cốt gì, like thì đã dư rồi các bạn, đã dư like rồi, hãy đăng trên fanpage anh em. Ờ nhìn đúng rồi. Anh em đợi tôi 5 giây nha, tôi qua cái kênh đấy tôi check fanpage xem là có không anh em nhá. Ok hiện tại thì chưa có gì hết các bạn. Tình hình thì đấy là thông tin chúng ta hiện tại có hai cái event hot anh em đó. Hai event hot các bạn nhá. Đấy. Một cái là con đen đường chung thì chúng ta đã đạt rồi, hơn 800 like là thừa rồi anh em, sao đợi nhận thôi. Còn đâu một cái là event comment đấy. Giờ tôi thấy tôi check comment thì thấy chưa nhiều anh em, phát có 300 code thôi. Bạn nào chưa tham gia thì vô spam com Gmail vào là nhận anh em nhá. Thì tôi lấy một hai link tôi spam tôi lấy xem được code nào đấy tôi cho anh em luôn. Nó sẽ gửi qua Gmail, các bạn comment Gmail các bạn vào. Tôi thấy nhiều anh em không để ý không comment Gmail đâu nên các bạn nào chưa ấy trước thì tham comment Gmail vào là nhận code. Nhưng cũng khá là ngon anh em tranh thủ. Ok, đấy là hiện tại hai thông tin hot nhất hiện tại của game anh em. Quay trở lại thì xem nào, hôm nay chúng ta còn gì là đánh không nào. Nhưng là nhiệm vụ tôi làm hết sạch rồi anh em. Hàng này làm sạch nhiệm vụ rồi các bạn, không còn gì nữa không làm. Tôi nhớ là này tôi làm sạch hết nhiệm vụ rồi anh em. Chiến trường 6 ngày sau mới mở. Ây da. Thôi, nãy kiếm hàng nào chơi tí cho nó buồn anh em. Quẩy tí cho nó đỡ buồn tay các bạn.
Ok các bạn, ghé qua bên con nạc phụ nào anh em. Bây giờ sẽ là trích miệng lớn rồi. Tạm ổn rồi. Qua đây thì chúng ta lại vượt luyện tập thôi anh em. Đằng này thì sao lại chưa vượt à? Ồ sao lại chưa vượt luôn anh em. Thế thôi, giờ chúng ta đi vượt luyện tập cho nó luôn anh em. Tính thủ là Chạp Phan Galo, Win Bệnh Dịch 85 Correct Rách cho anh em. Big Mom, Kulu, Kata. Đúng không? Tìm này không nhờ. Cái tìm này không, cái này vẫn là correct anh em. Đúng rồi, vẫn tìm này anh em. Ra trận nào. Ok anh em, tấn công nào. Ok, đi vượt ả cho con nạc này luôn. Ra trận nào. Một ping. Ui. Ui. Gọn thế nhờ. Đâu rồi, không chơi này thấy gọn giá man luôn anh em. Mới đánh gọn nhờ. Ui. Phát 1 nhấn 1 anh em. Gọi phát 1 nhấn 1 luôn các bạn. Úi giời. Cả ta nào. Ui đánh gọn đấy nhờ. Mới đánh gọn này đánh cũng gọn ghê anh em. Đánh nhanh giá man à. Ôi. Đây là bữa nay là cập nhật code anh em, là chúng ta ngoài fanpage group ra thì lại còn có thêm một kênh YouTube phát code nữa anh em. Anh em hấp dẫn đấy nhờ. Mới là làm sao để có thể nhận được phát code của nhà phát hành như thế ta. Mấy nữa tôi thử liên hệ nhà phát hành xem xin làm chân phát code tự do thế được không ta. Lâu lâu làm cái code dùng chung riêng tiểu từ đường phố anh em nhập vào ấy. Như vậy nó vui đúng không anh em. Thật bên nhà phát hành đi làm kênh phát code cùng anh em ạ. Cũng vui anh em. Đấy. Ê, bữa nay anh em đừng bảo tôi làm kênh con đen tờ lưa nhá. Đấy, nhà phát hành còn phải làm kênh về con đen là các bạn biết rồi. Chứ đừng bảo tôi làm này làm kia nhiều khi buồn lắm. May quá rồi nhà phát hành làm mình mới lên tiếng được ạ. Nói chung thì cũng vui anh em, hay là đang yên đang lành nhưng có ngay cái Evan Hot là nhận được hay 2 cốt. Ngon lành luôn. Đó, anh em tranh thủ nhanh tay tham gia. Chậm tay là hết. Thì tôi phải tham gia được anh em. Lâm nào. Uầy, thế team này đánh sạch thế nhờ. Ra trận, tấn công. Một ping. Tôi nhớ cái đợt mà nhà phát hành tham gia vào network là đợt đấy cũng cho code, nhưng mà cho bên kho báo truyền thuyết là cũng cho code riêng của kênh trực từ đường phố, tôi cũng được một lần. Nên cái đợt đấy là lối anh em. Đợt này lối có đe tuần, có đe tiếc thì tôi có liên hệ nhà phát hành thì cũng không thấy trả lời gì anh em. Đều kêu là còn nếu có thông báo thì Nami sẽ đăng trên fanpage, có gì theo dõi để tham gia. Đấy, không biết là tình hình là như thế nào. Ok, tấn công nào. Một ping. Hai. Cả ta đấm nào, hay quá. Tuyệt vời luôn. Tiếp tục nào. Tấn công. Một ping. Đúng rồi. Hề đánh sạch giá man ạ. Ôi, giờ team đánh. Ui. Nó đi được qua hải ban đêm không anh em. Đi hải ban ngày thì gọn đấy nhờ. Gọn giá man luôn ạ. Đúng trời ơi. Mà nhắc mà nhớ còn 3 tháng 20 ngày nữa. Nghĩ cũng lâu, nghĩ thì lâu anh em nhưng cũng nhanh thôi. Chúng ta lại chuẩn bị sinh nhật năm thứ hai của game rồi anh em. Không biết năm nay năm thứ hai chúng ta sẽ có sự kiện gì đây. Đấy. Năm ngoái thì khá là bùng nổ, tạo một sự kiện offline đúng không anh em. Ngoái là offline. Ngoái dịch thì dịch nhưng mà vẫn offline ở miền ấy. Ngoài Sài Gòn. Đợt đấy thì tôi không đi được. Năm nay không biết là nhà phát hành có tổ chức offline, offline hay là làm gì không thì không biết. Nhưng mà cũng nót dép ngồi hóng thôi anh em. Thế cũng nghe hóng giá man nhờ. Đấy, còn mấy ông anh tôi cũng đi, mấy ông bảo cũng được cốt thôi, cũng được mấy cái cốt cho ông cũng khá ngon. Hôm nay không biết tình hình như thế nào đây. Ây da. Bắn nào. Nhưng mà nói anh em nhé, cái meta mà tôi đang chơi đây anh em này, không, tất nhiên là ở thời điểm hiện tại thì nó không thể áp dụng được anh em, nhưng đi đánh map đồ này nó vẫn rất là bánh cuốn các bạn nhá. Sự kết hợp của lo và cô lồ của anh em. Đấy, liên minh anh em. Đúng rồi, liên minh đồng lát, quả cũng hòa, oánh rất ok các bạn. Lo cứ rơm lên cái là nổ đấm, rơm lên cái đấm, cái như kiểu cái pha mà phối hợp đánh đục vào lại bên go đấy anh em, y chang kiểu vậy luôn.
nó ulti nó rơm cái hoán đổi vị trí nổ nào lên đấm một phát vào đồ Flamingo anh em, đúng kiểu vậy luôn, rất là hợp lý. Ok, càng quét nào xem đi được không, tôi nghĩ chắc không được đâu anh em. Bữa tôi nhớ đánh đến ai 5 hay ai 6 mới là bị dừng lại các bạn. Mà đâu đâu đánh xem được đánh qua được không, đâu đây này qua ngon lành sao anh em. Bởi nghe thời điểm hiện tại thấy có vẻ qua ngon lành đấy các bạn. Rơm tuyệt vời luôn các bạn, đó thấy không, 24 này, 24 nào anh em tấn công qua nhanh các bạn, 25 nào xem đi đến lại bao nhiêu anh em. Ôi vừa đến 25 anh em, ô kìa còn chưa gì hết à, còn chưa gì hết luôn anh em, mới đến 25 này thôi là đã toang rồi các bạn nhá. Đó, quá buồn cho cái liên minh ạ. Úi giời, Kata đồ bạn đâm đau quá. Và sao vừa đặt cho mình đây nào. Úi giời, ăn nổ không biết anh em, bên ăn nổ không chứ nghe toang quá. Sốc cưng nào, hay quá, toàn team cố gắng tấn công rồi ăn được anh em. Nhưng mà cũng chỉ đến tầm này thôi anh em, hôm qua được hơn ạ. 100k được 5k bùa gỗ rồi. Nói chung thì video sáng nay kết thúc thôi anh em nhé, đang hiện tại đang có ai vẫn hot anh em, tranh thủ nhanh tay tham gia. Ok, video tôi kết thúc thôi, hẹn mọi người theo giờ thì bye bye, xin chào và hẹn lại mọi người tiếp theo nhé. Anh em có thắc mắc gì vui lòng comment cho video tôi sẽ thu hợp và trả lời anh em ở video theo.